Thế Giới Máy xin chào quý bà con. Hôm nay chúng tôi đi bàn giao máy đánh vảy cá Takeo TK700, bàn giao cho nhà máy sản xuất cá. Đây là bên trong của máy có 5 runo bằng cước, có dập nổi logo Takeo. Đây là cận cảnh cước đặc giúp máy làm sạch cá không bị chảy xước và rất là bền. Và đây là chúng tôi đang test máy mẻ dinh cho khách hàng. Đầu tiên chúng ta cho cá vào, sau đó là cấp nguồn nước, đậy nắp và cài đặt thời gian để làm việc cho cá. Với cá mẻ dinh thì chúng ta cài đặt khoảng 30 giây. Sau khi máy chạy đủ 30 giây thì sẽ tự ngắt. Và bây giờ chúng tôi sẽ mở ra để cho bà con kiểm tra là cá sau khi đánh vảy thì sẽ như thế nào. Bà con có thể thấy là cá mẻ dinh sau khi đánh vảy thì sẽ sạch đến 90-95%, cá không bị tổn thương nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ quay cận xếp cá ra và quay cận cảnh cá cho bà con cùng xem. Đây là cá rất là sạch vảy và nhớt, tỷ lệ hao tổn dưới 3%. Nếu bà con có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm máy đánh vảy cá Takeo với các model từ 500 đến 700 đến 1000, có năng suất đánh từ 1 đến 15 kg, từ 1 đến 25 kg và từ 1 đến 40 kg. Và những cái dòng máy lớn hơn công nghiệp chúng tôi cũng có sẵn. Hãy liên hệ với chúng tôi với số điện thoại bên dưới video để được tư vấn và hỗ trợ để lựa chọn được sản phẩm phù hợp với quý bà con. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con.